Những set lẩu giá rẻ mới toanh vừa ra mắt tại tiệm ốc Phan Tít dành cho team vừa ghiền lẩu vừa ghiền hải sản. Sau một thời gian nghỉ ngơi và ăn Tết đó, thì mùng 6 Tết vừa rồi, tiệm ốc Phan Tít đã chính thức khai trương lại rồi mọi người ơi. Sau khi làm các thủ tục nội bộ như là lì xì cho nhân viên xong thì đã quay lại tiệm ốc Phan Tít chắc chắn phải lợi hại hơn xưa. Tiệm ốc Phan Tít đã bổ sung vào menu rất nhiều những set lẩu giá rẻ, giá chỉ dao động từ 95.000 cho tới 190.000 thôi. Đầu tiên xin giới thiệu set lẩu bạch tuộc 130.000 bao gồm ngập tràn bạch tuộc nào, một khứa cá hú, nghêu và các loại topping. Hay ai mà không thích bạch tuộc có thể thử qua set lẩu ghẹ đá 180.000 sẽ bao gồm hai em ghẹ đá tươi sống bắt tại hồ nè, một khứa cá hú, nghêu và các loại topping luôn. Khách hàng có thể hoàn toàn tự bắt ghẹ tại hồ nha. Còn không thích ghẹ nữa hả? Thôi thử qua lẩu tôm hùm baby 190.000 đi. Phần lẩu sẽ bao gồm có một ít bạch tuộc nè, thịt bò, nghêu, một khứa cá hú, một em tôm hùm baby ngọt và các loại topping. Ai thích ăn mực á thì có lẩu mực 180.000 sẽ có nguyên một em mực tao chà bá bự luôn. Ai mà thích cá thôi á thì có thể ăn lẩu cá hú hoặc lẩu cá hồi 95.000 cho một nồi nè, từ 1 cho tới 2 người ăn luôn á. Tất cả các set lẩu đều sẽ đi kèm với một dĩa rau, một dĩa bún và một dĩa tàu hũ kia chiên. Về nước lẩu thì ở tiệm ốc Phan Tít sẽ chỉ có duy nhất một vị nước lẩu, đó là vị nước lẩu chua cay. Tưởng là hết các loại set lẩu rồi đúng không? Nhưng mà đừng quên, còn có một set lẩu best seller của nhà tiệm ốc Phan Tít, đó chính là lẩu tôm càng trị giá 160.000 một set. Vì ở tiệm ốc Phan Tít đó là có luôn một cái hồ nuôi tôm càng tươi sống luôn, nên khách có thể hoàn toàn lại tự gấp tôm càng theo ý mình. Một set lẩu 160 càng sẽ bao gồm 5 em tôm càng còn nhảy xoay xoái. Vẫn có luôn các loại topping nghêu nè, bún, đậu hũ kia chiên với lại rau nữa nha. Ngoài ra khi kêu một set lẩu bất kỳ mà khách hàng có nhu cầu ăn thêm các loại topping, ví dụ như là tôm thêm, mực thêm, bạch tuộc thêm hay là cá thêm, thì tiệm ốc Phan Tít cũng có phục vụ luôn nha. Các loại hải sản như là cua, ghẹ, tôm càng hay là các loại ốc, các loại sò đều là hàng tươi sống có hồ nuôi trực tiếp ngay tại tiệm ốc Phan Tít, nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm nè. Phần lẩu như vậy là từ 1 cho tới 2 người ăn no nê chắc bụng luôn nha. Tính ra quá là tiết kiệm luôn còn gì nữa. Mấy bạn tôm càng này nè, vì là tôm càng tươi sống được nuôi hồ ngay tại tiệm ốc Phan Tít, bởi vậy quá trời gạch và thịt siêu chắc luôn. Chấm với lại miếng nước mắm cay cay hay là miếng muối tiêu chanh ớt, trời ơi, ta nói đều ngon bá cháy. Ngoài lẩu ra thì có một món mà đa số khách hàng tới đây ai cũng đều ưng ý, đó chính là mì xào trứng non của tiệm ốc Phan Tít. Do thời gian đầu mới mở, tiệm ốc Phan Tít có hợp tác với một đội bếp mà đội bếp đã làm không có đúng vị, không đúng theo hướng dẫn thì hiện nay tiệm ốc Phan Tít bên mình đã đổi nhân sự training rất kỹ về cái món mì xào trứng non này, nên từ khi mà đổi nhân sự xong là khách tới đây ai cũng đều ưng ý. Đặc biệt là phần trứng non được làm lòng đào, bên trong dẻo dẻo ăn siêu dính luôn. Không kém cạnh gì với món mì xào trứng gà non thì món ốc hương sốt hoàng kim cũng rất được lòng khách hàng nhà ốc Phan Tít. Mỗi ngày tiệm ốc Phan Tít sẽ nhập các bạn ốc hương còn tươi sống về ha, làm vệ sinh xong rồi sơ chế luộc lên. Sau đó thì trong quá trình hoạt động á, khách kêu tới phần nào thì tiệm ốc Phan Tít sẽ làm phần đó. Ngoài ốc hương ra cũng còn một số loại khác khi kết hợp với sốt hoàng kim được khách hàng rất là ưa chuộng, ví dụ như là răng mực chẳng hạn. Thời gian đầu á, khi mới mở ra, ốc Phan Tít cũng còn rất là nhiều thiếu sót và cũng may có các khách hàng yêu thương đã góp ý rất là nhiều và ốc Phan Tít đã là đầu tư một chiếc hồ để nuôi hải sản tươi sống ngay tại tiệm. Cua, ghẹ, tôm càng, sam trứng, vân vân là khách hàng có thể xem trực tiếp ngay tại hồ và lựa chọn ngay tại chỗ luôn. Ngoài các loại có giá cố định ra thì một số loại hải sản cũng sẽ bán theo thời giá. Ví dụ như là cua nè, nhum, ốc gai và đặc biệt là ghẹ cũng sẽ tùy thời điểm nha. Lẩu thì chúng ta sẽ có lẩu ghẹ đá nè, còn ngoài ra thì các loại ghẹ khác có lúc sẽ là ghẹ xanh, có lúc sẽ là ghẹ bông, ghẹ ba chấm. Còn riêng đối với tôm hùm á, thì ở ốc Phan Tít sẽ bán tôm hùm ngộp, nhưng mà khách hàng cứ yên tâm là tôm hùm ở đây bao ăn. Nên khi ăn nếu có bất kỳ vấn đề gì khách hàng cứ báo ngay cho nhân viên của tiệm ốc Phan Tít để tiệm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi khách hàng liền luôn nha. Và một món gây xôn xao rất nhiều ở tiệm ốc Phan Tít thời gian qua đó chính là món ốc bu giá 50.000 một phần. Size ốc bu ở tiệm ốc Phan Tít nhập luôn là size lớn nha, 1kg chỉ khoảng từ 10 tới 11 em thôi và một em có thể nặng hơn 100g. Ngoài ra thì về việc vệ sinh và sơ chế ốc bu cũng khá là cực cơ, phải ngâm ớt cả đêm để mấy em nhả cái chất nhớt ra. Và giá ốc bu ở tiệm ốc Phan Tít trước giờ là 50.000 một phần nha, sẽ dao động từ 4 cho tới 5 em to. Nếu khi nào mà size ốc nhỏ hơn thì số lượng ốc trong mỗi phần sẽ tăng chứ giá thì không đổi nha. Không gian bếp là bếp mở nhưng mà yên tâm là có máy hút khói. Ngoài ra đúng với câu ốc Phan Tít đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hiểu được tệp khách hàng của ốc Phan Tít đó, ngoài các bạn trẻ ra thì còn có rất là nhiều gia đình có các em nhỏ. Và trong những bữa ăn của gia đình đó thì người lớn vừa phải thường trông các em vừa ăn rất là cực nè, mà các em thì cũng không có vui vẻ hào hứng gì khi mà phải ngồi yên một chỗ. Bản thân cũng là một người mẹ và con của mình thì cũng còn rất nhỏ nên Mẫn Mẫn cực kỳ thấu hiểu điều đó. Mẫn Mẫn đã mạnh tay chi tiền rinh về ba em thú nhúng điện và rinh thêm một chiếc máy gấp thú bông ngay tại tiệm ốc Phan Tít luôn. Từ nay các khách hàng nhí khi đến với tiệm ốc Phan Tít á thì cứ mặc kệ cho người lớn ngồi ăn đi nha, các em cũng đã có những trò chơi để vui chơi giải trí mà không có làm phiền tới người lớn, mà các bậc phụ huynh á cũng yên tâm rảnh tay ngồi ăn hơn nữa. Rất là nhiều gấu bông ngộ nghĩnh được đặt ở trong chiếc máy nha. Để đó mà áo đâu.
Mà cũng công nhận là cái chiến lược này của tiệm ốc Phan Tít được lòng các bạn nhỏ dữ lắm nghe. Kể từ khi có chiếc máy gấp thú cũng như là các bạn thúng nhúng điện á, thì các bé tới đây rất là vui và hào hứng luôn. Huynh cũng cực kỳ là hài lòng khi mà được rảnh tay ngồi ăn thoải mái mà không phải trông các bé nhiều. Tiệm ốc Phan Tít nhà Mận á, nằm tại 65 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nha. Sẽ mở cửa hoạt động vào lúc 16 giờ chiều cho tới 23 giờ tối. Đó, thấy Mận Mận rất là hiểu tâm lý khách hàng cũng như tiệm ốc Phan Tít là một nơi rất thân thiện với trẻ nhỏ không? Wow. Tiệc tùng sinh nhật liên hoan gì cũng đừng quên tiệm ốc Phan Tít nha, có phòng VIP máy lạnh luôn nè. Các tín đồ mê lẩu mê hải sản đồ đó còn chần chừ gì nữa mà không tới với tiệm ốc Phan Tít đi nào.